we make history. This is the 8th Tết Festival of the Vietnamese Community, and this is the very first one in Garden Grove. Thank you to our city council, city manager, and police chief for helping us to make this a reality. This year is the year of the rat, and we believe that the golden rat is bringing prosperity, good luck, and health to the city of Garden Grove and to the residents of Little Saigon. And this year, it showed that our community and the city of Garden Grove is determined to pull together a very successful Tết Parade within only two short months. Kính thưa quý vị, diễn hành Tết năm nay một lần nữa lại trở về đến với cộng đồng của chúng ta. Sau 7 năm tổ chức diễn hành Tết, năm thứ 8 là năm đầu tiên chúng tôi tổ chức ở thành phố Garden Grove và trên đại lộ Westminster rộng thanh thang này. Và cũng vì vậy mà chúng ta sẽ có mở một trang sử mới cho cộng đồng người Việt quốc gia ở quận Cam. Và năm nay là năm đầu tiên mà chúng ta sẽ thấy có 3 người former Navy SEAL, 3 người nhái của quân lực Hoa Kỳ sẽ nhảy dù với lá đại kỳ Việt Nam Cộng Hòa và đại kỳ Hoa Kỳ. Lát nữa đây quý vị sẽ thấy màn biểu diễn rất là tuyệt vời của những người nhái US Navy SEAL. Và chúng tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến toàn thể ban thành viên của ban tổ chức, tất cả các hội đoàn cũng như quý đồng hương đã sát cánh cùng nhau để chúng ta tổ chức diễn hành Tết thành công trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị thưởng thức diễn hành Tết lần thứ 8 và là lần đầu tiên ở trong thành phố Garden Grove. Xin trân trọng kính chào quý vị. Cảm ơn.